Rồi tiếp tục cô sẽ hướng dẫn cho các em bài tập số 30 nhé các bạn. Rồi 30A. Câu 30A đây. Hoặc nhìn á thì mấy bạn thấy x trừ 2 với 2 trừ x khác nhau. Nhưng thật ra khi mấy bạn đổi dấu lại. Đây nè, này mẫu điều kiện xác định. Điều kiện xác định cô để trống đây nha các bạn. Mẫu thức chung cô để trống đây. Đó, giờ cô ghi cái đề bài lại nha các bạn. 1 phần x trừ 2 cộng 3 bằng x trừ 3 2 trừ x. Cái này là cô ghi lại cái đề bài tương đương với nè các bạn. 1 phần x trừ 2 cộng 3 bằng, cái này có nghĩa là cô đổi dấu nữa các bạn. Trừ x này nè, cô đổi thành cộng x. Cộng 2 này cô đổi thành trừ 2. Đó. Thì khi cô đổi dấu ở mẫu này thì cô phải đổi dấu, đặt đây dấu trừ. Nhớ bạn, để đặt dấu trừ. Ở giữ nguyên x trừ 3. Vậy mấy bạn thấy x trừ 2 với x trừ 2 giống nhau rồi. Vậy điều kiện xác định của mình là x trừ 2 khác không? Còn đây mẫu của nó là mẫu 1. Cho nên mình 1 khác không là hiển nhiên, cho nên khỏi cần ghi nữa, quên lên đây nữa các bạn. Vậy là trừ 2 chuyển qua thành cộng 2. Rồi, vậy mẫu nước chung của mình là x trừ 2 nè các bạn. Đáng lẽ mình nhân đi cho 1 nữa mà 1 khỏi cần ghi hết bạn. Rồi bắt đầu giờ mình tiếp tục mình quy đồng nè. Đó. Tìm điều kiện xác định xong, mẫu nước chung xong, bây giờ mới quy đồng. Ở đây gồm có 3 cụm nè. Mình ghi 3 cái dấu phân gạch phân số. Mẫu chung của mình đều là x trừ 2. X trừ 2. X trừ 2. Rồi x trừ 2 với x trừ 2 nữa bạn. Giống nhau rồi, nên tử giữ nguyên. Ở đây mẫu là mẫu 1. 1 nhân với x trừ 2, 1 nhân với x trừ 2 mới ra được x trừ 2. Cho nên mẫu nhân cái gì thì tử nhân cái đó. Để cho dễ hiểu nữa bạn, x trừ 2 với x trừ 2 bạn rút gọn nè. Còn lại số 3 bằng với bên đây. Đây x trừ 2 với x trừ 2 giống nhau rồi. Mình ghi là x tử giữ nguyên. Đó. Rồi, tiếp theo nữa bạn. Bỏ mẫu 1 nè. Nhân vô nè, cộng 3. Cộng 3 nhân x là cộng 3x. Cộng 3 nhân âm 2 là âm 6 bằng trừ x. Trừ x nữa bạn. Trừ với trừ. Trừ với trừ là thành cộng. Đó. Như vậy bây giờ mình chuyển x về một vế 3x nè. Trừ x chuyển qua thành cộng x nè. Bằng nè. 3 nè. Cộng 1 chuyển qua thành trừ 1 nè. Trừ 6 chuyển qua thành cộng 6 nè. Mấy 3x cộng 1x là 4x nữa bạn. 3 trừ 1 là 2, 2 cộng 6 là 8 các bạn. Rồi. X sẽ bằng 8 chia 4 tương đương x sẽ bằng 2. Nhưng mà cái điều kiện xác định của mình nữa bạn, x khác 2. Không mà mình tìm ra x bằng 2 cho nên này loại. Loại có nghĩa là tập nghiệm S của mình sẽ bằng là rỗng, có nghĩa là phương trình vô nghiệm đó bạn. Đây. Cô mới vừa giảng xong cái bài tập số 30A. Giờ chúng ta tiếp tục qua bài 30B hết bạn. 30B. 30B. Câu B là 2x trừ 2x bình x cộng 3 bằng 4x trên x cộng 3 cộng 2 phần 7. Rồi, điều kiện xác định của mình. Điều kiện xác định của mình là x cộng 3 khác 0. Vậy tương đương với x khác. Cộng 3 này chuyển qua thành trừ 3 nha các bạn. Còn số 7 này khác 0 là hiển nhiên rồi. X cộng 3 khác 0 nè. X khác âm 3 còn 7 này khác 0 là hiển nhiên rồi. Nên mình khỏi cần ghi ha. Mẫu thức chung. Mẫu thức chung của mình là trước hết là ghi x cộng 3. Sau đó mình ghi số 7 nè. Đó. Như là mẫu thức chung của mình gồm có 7 nhân với x cộng 3. Để giờ mình viết là cái đề bài nữa bạn. 2x trừ 2x trên x cộng 3 bằng 4x trên x cộng 3 cộng 2 phần 7. Vậy đây gồm có 1 cụm, 2 cụm, 3 cụm, 4 cụm. Thì 4 cụm của mình nè, cụm thứ nhất lấy dấu trừ nè. Cụm thứ hai nè, lấy dấu bằng nè. Cụm thứ ba dấu cộng nè. Vậy mẫu chung của mình đều là 7 mở ngoặc x cộng 3 hết. 7 mở ngoặc x cộng 3 hết. 7 mở ngoặc x cộng 3. 7x cộng 3. Đó. Vậy đều có mẫu chung giống. Như vậy đây nè các bạn. Cái mẫu đây ngầm hiểu là mẫu 1.
thì một nhân cho cả cái mẫu này luôn mới ra được cái mẫu này. Cho nên mẫu nhân cái gì thì tử nhân cái đó. 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 Hay nói cách khác là nè, mình rút gọn nè, rút gọn hết cái này nè, 7 với 7 rút gọn này, x cộng 3 x cộng 3 rút gọn nè. Vậy nó còn 2x nữa bạn, được chưa? Rồi đây x cộng 3 giống như này mình nhân cho 7 thôi. 2x nhân 7. X cộng 3 giống rồi nè. Mình nhân cho 7 là 4x nhân 7. Con này 7 giống rồi, mình nhân cho x cộng 3. 2x cộng 3. Rồi, giờ mình quy đồng nè bạn. À, xin lỗi, quy đồng xong rồi giờ bỏ mẫu nè. Cái này nè các bạn. 2 nhân 7 là 14x nè. Đây 14x. 14x nhân cho x nữa là 14x bình. Rồi cái này là 14x nè bạn. 14x nhân cho 3. 14, 14 nhân cho 3 là 52x nè. Đó. 2 nhân 7 là 14, 14 nhân 3 là 52x nè bạn. Đó. Rồi trừ 14x bằng 28x. 28x. 28 nha bạn. Rồi cộng 2x. Cộng 2x cộng 2 nhân với cộng 3 là cộng 6. Rồi tương đương clip nè bạn. 14x bình cộng 52x trừ 14x cộng 28 chuyển qua thành trừ 28x cộng 2 chuyển qua thành trừ 2x cộng 6 chuyển qua thành trừ 6 bằng 0. Rồi, tương đương tiếp nè bạn. 14x bình cộng 52 mà trừ cho 14 để trừ 28 trừ cho 2. Như vậy mấy bạn này trừ cho 2, 52 trừ cho 2 là 30 nè. 50 nè. 50 mà trừ cho 28 là còn 22. 22 mà trừ cho 4, 14 là còn 8x. Trừ 6 bằng 0. Đó. Rồi bây giờ mình chia đều. Chia đều cho 2 hết là được 7x nè, bình nè. Cộng cho 4x nè. Trừ 3 nè. Bằng 0. Đó. Rồi, bây giờ mình phải mắt cái này ra các bạn. Mắt cái này ra. Vậy mấy bạn thấy là 4x mà phía trước này có 7 với 3. Thì mấy bạn phải tách cái 4 này ra. Cô nói lại cái chỗ chia cho 2 nè các bạn. 14 chia 2 được 7. 8 chia 2 được 4. 6 chia 2 được 3. Đó, bây giờ mình tách ra nè. 7x bình. Cái này là cộng 4x nè. Thì mình tách thành là cộng 7x trừ cho 3x. Tại vì 7x trừ 3x là 4x nè các bạn. Trừ 3 bằng 0. Đó. Tương đương tí. Cái này mấy bạn đặt 7x ra ngoài nè các bạn. Hai cụm này đặt 7x ra ngoài là còn x. Tại vì 7x nhân x là 7x nè. 7x nhân x là 7x. Cộng 1. Cái này 7x nhân 1 ra là 7x. 7x nhân x là ra 7x bình nè. Chỗ này nè các bạn. 7x bình nè. Rồi 7x nhân 1 là 7x nè. Đó. Rồi trừ, bên đây mình đặt trừ qua ra ngoài. Trừ 3 nhân x. Trừ 3 nhân x là trừ 3x. Cộng 1. Trừ 3 nhân 1 là thành trừ 3. Để mình xuất hiện nhân tử chung là x cộng 1 nè các bạn. Đó, bằng 0. Nè, trừ 3 nhân x là trừ 3x. Trừ 3 nhân 1 là trừ 3. Tương đương tí. Đặt x cộng 1 ra bên ngoài. À, đặt x cộng 1 đây nhé các bạn. Đặt x cộng 1. Đặt x cộng 1 ra bên ngoài. Như vậy mình còn lại là 7x trừ 1 bằng 0. Đó. Đặt x cộng 1 là còn 7x lấy dấu trừ. Xin lỗi, đây là số 3 nha các bạn. Đó. Tương đương tiếp. X cộng 1 bằng 0 hoặc 7x trừ 3 bằng 0. Đó. Tương đương tiếp nữa bạn. X bằng cộng 1 để chuyển qua thành trừ 1 hoặc bằng nè bạn. Trừ 3 này chuyển qua thành cộng 3. Nhân 7 này chuyển qua thành chia 7. Cho nên mình ghi là 7 phần 3. X bằng 7, xin lỗi, x bằng 3 phần 7. Trừ 3 chuyển qua thành cộng 3. Nhân 7 chuyển qua thành chia 7. Vậy x bằng 3 phần 7. Cộng 1 này chuyển qua thành trừ 1 nè bạn. Vậy tập nghiệm của mình á. Giờ điều kiện xác định của mình x khác âm 3. Đó. Giờ mình tìm ra một nghiệm là x bằng âm 1. Này là nhận nè. Nó không phải là 3 là nhận. Rồi, x bằng 3 phần 7 là nhận nè. Đó. Rồi cuối cùng mình kết luận cái tập nghiệm mấy bạn. Tập nghiệm S của mình là tập nghiệm S của mình là bằng âm 1. Âm 1 giấy là 3 phần 7. Do đây cô hết giấy rồi cô ghi lên đây.
Nhưng mà khi mấy bạn kết luận lập nghiệm là kết luận phía dưới cái này nha các bạn, phía dưới cái hàng này ha. Rồi cô hướng dẫn xong câu B, giờ tới phép một ta làm câu C. Câu C nè các bạn. X cộng 1 phần, xin lỗi, cô ghi nhầm, câu C 1 phần X, ghi lại cho nó đẹp mấy bạn. Câu C nè, X cộng 1 phần X trừ 1, rồi trừ X trừ 1 phần X cộng 1, rồi bằng 4 phần x bình trừ 1. Rồi, như vậy nè. Trước khi làm mấy bạn, cô nói này chút xíu mấy bạn, ôn lại cái nước cũ chút. X trừ 1 nhân với x cộng 1, nó rơi vào cái hàng đẳng nhất là a trừ b nhân a cộng b sẽ bằng a bình trừ b bình. Thấy bạn, như là biểu thức A của mình là x nè, bằng nè, x bình nè, lấy dấu trừ nè, B là bằng 1 nè bạn, là 1 bình. Như vậy là bằng x bình nè, 1 bình là 1 nhân 1, cũng ra là 1 luôn. Đó, do đó là x trừ 1 nhân x cộng 1 là ra nè, x trừ 1 nhân x cộng 1 là ra x bình trừ 1 luôn. Ha, như vậy là điều kiện xác định của mình nè bạn. Điều kiện xác định của mình là dấu chấm thứ nhất, x trừ 1 khác không? Tương đương, x khác trừ 1 này chuyển qua thành cộng 1. Đó. Rồi, cái chấm thứ hai, x cộng 1 khác không? Tương đương. Cộng 1 này chuyển qua thành trừ 1. Đó, mình không cần ghi x bình trừ 1 nữa. Khác không nữa, tại vì x bình trừ 1, x bình trừ 1 của mình là bằng x trừ 1 đây nhân x cộng 1 đây. Đó, hai cái này nó đã thỏa mãn rồi, cho nên mình không cần ghi x bình trừ 1 khác không nữa. Sau đó mình liên tìm mẫu nước chung. Mẫu nước chung của mình là lấy mẫu nhất x 1 nhân x cộng 1, và hai cái này nhân lại nó bằng cái này luôn nữa bạn, x bình trừ 1. Cho nên mẫu nước chung của mình là x 1 nhân cho x cộng 1 ha. Giờ ta viết là cái đề bài nữa bạn, x cộng 1 phần x 1 trừ x 1 trên x cộng 1 bằng 4 phần x bình trừ 1. Rồi, như vậy cái mẫu chung của mình nè, này gồm có 3 phần nữa bạn, 3 phân số nè, thì mình ghi là x trừ 1 nhân x cộng 1. 3 cái mẫu này đều ghi là x trừ 1 nhân x cộng 1 hết nhé bạn, x trừ 1 nhân x cộng 1 hết. Đó, vậy cái này so với mẫu chung là có x trừ 1 giống nhau rồi, thì mình nhân với tiếp x cộng 1 nữa bạn, ở tử nhân x cộng 1 nè. Ở mẫu nhân cho x cộng 1 thì ở tử nhân x cộng 1. Nhưng mà trên tử này mình còn có x cộng 1 cái nữa nè các bạn. X cộng 1. Rồi. Ở trên tử này là x trừ 1. Là mình giữ nguyên nè. Còn x cộng 1 ở dưới này, mẫu này đã x cộng 1. Dưới đây cũng x cộng 1 nè. Giống nhau, che lại. Như vậy là mình nhân thêm cho x trừ 1 nữa nè các bạn. Rồi. Còn x bình trừ 1. X bình trừ 1 nó bằng x trừ 1 nhân x cộng 1. Nó bằng với cái mẫu chung luôn rồi nè các bạn. Không, cho nên số 4 này giữ nguyên. Rồi bây giờ tiếp tục mình bỏ mẫu nè các bạn. Bỏ mẫu. Bỏ mẫu hết rồi mình nhân vô nè. Được là x nhân x là x bình nè. X nhân 1. X nhân 1, x nhân cộng 1 là cộng x đó các bạn, cộng x. Đó. Rồi 1, 1 nhân x là cộng 1x luôn các bạn. 1 nhân x là cộng cộng 1 nhân x là cộng x nè, đó. Rồi 1 nhân 1 là cộng 1. Đó. Rồi bây giờ cái này mình nhân vô nữa bạn. Là x nhân x là x bình. X nhân x là x bình, mà ở đây có dấu trừ nữa là trừ x bình. Đó. Ở đây x nhân âm 1 là âm x. Ví dụ như 3 nhân âm 1 là âm 3, 4 nhân âm 1 là âm 4, vậy x nhân cho âm 1 là âm x. Nhưng mà ở đây có dấu trừ nữa, trừ cho âm x là thành cộng x. Đó. Rồi trừ này, trừ 1 x nhân x ra là trừ x. Trừ x nhưng mà đây có dấu trừ nữa, trừ cho trừ x là ra thành cộng x. Rồi cái này nhân vô. Âm 1 nhân âm 1 là ra thành cộng 1.
Cộng 1 nhân đây có dấu trừ nữa các bạn. Trừ với cộng 1 rồi thành trừ 1. Đây âm 1 nhân âm 1 ra cộng 1. Nhưng đây có dấu trừ nữa. Trừ 1 ra thành trừ 1. Trừ 1 trừ cho cộng 1 ra thành trừ 1. Bằng 4. Tương đương. X bình trừ x bình hết. Bằng 0. 1x cộng 1x là 2x. Cộng 1x là 3x. Cộng 1x nữa là 4x. 1 trừ 1 hết. 4. Tương đương. X sẽ bằng 4 phần 4. 4 chia 4 nữa bạn. Thì tương đương x bằng 1. Đó. Nhưng mà điều kiện của mình nữa bạn, x khác 1. Cho nên cái nghiệm này mình không có nhận nha các bạn. Loại. Loại. Nhiệt tập nghiệm hết của mình là bằng rỗng. Hay nói cách khác là phương trình vô nghiệm. Đó, bây giờ cô hướng dẫn tiếp qua câu D. Bây giờ cô hướng dẫn tiếp qua câu D. Ba x trừ 2 phần x cộng 7 bằng 6 x cộng 1 phần 2 x trừ 3. Đó, cái đề câu D của mình nè các bạn. Giờ mẫu nước trước hết là đi tìm điều kiện xác định nha các bạn. Đi tìm điều kiện xác định. Dấu chấm thứ nhất là x cộng 7 khác 0. Tương đương x khác cộng 7 này ta chuyển vế qua hành trừ 7 nha các bạn. Cộng này chuyển qua hành trừ 7. Rồi, dấu chấm thứ hai 2x trừ 3 khác 0. Tương đương khác nè, dấu khác mình ghi nè, trừ 3 chuyển qua thành cộng 3 nè các bạn. Nhân 2 chuyển qua thành chia 2. Vậy là x khác 3 phần 2. Rồi, bây giờ mẫu ước chung. Mẫu ước chung của mình là đầu tiên là mình mở ngoặc ghi x cộng 7 nhân với mở ngoặc 2x trừ 3. Để giờ mình ghi lại cái đề bài nè các bạn. 3x trừ 2 phần x cộng 7 bằng 6x cộng 1 phần 2x trừ 3. Thì ở đây chúng ta có hai cụm mấy bạn. Hai cụm. Đó. Vậy mình ghi hết cái mẫu chung ra nè bạn. X cộng 7 nhân 2x trừ 3. Rồi. X cộng 7 nhân 2x trừ 3. Cái này nè bạn. Cái này tử số mình ghi lại đi. Nhớ là để trong ngoặc nha bạn. 3x trừ 2 là để trong ngoặc. Bây giờ x cộng 7 với x cộng 7 giống nhau rồi nè bạn. Chúng ta nhân với tiếp là 2x trừ 3. Rồi ghi lại cái tử trên này. 6x cộng 1 nhân 2x trừ 3 giống rồi nè. Nhân với x cộng 7. Đó. Giờ tiếp theo là mình bỏ mẫu nha các bạn. Bỏ mẫu nhân vô là được 6x bình. 3 nhân 2 là 6. X nhân x là x bình. Nhân vô. 3 nhân âm 3 là âm 9. X. Nhân vô. Âm 2 nhân 2 là âm 4. X. Âm 2 nhân âm 3. Âm 2 nhân âm 3 ra cộng 6. Bằng. 6x nhân x. 6x nhân x là 6x bình. 6x nhân cho 7. 6x nhân 7 là 6 lần 7 là 42. 42x. Rồi. 1 nhân x là ra x. 1 nhân cộng 7 là ra cộng 7. Rồi. Giờ mình chuyển vế qua nha các bạn. Chuyển vế. 6x bình nợ 9 nợ 4 là nợ 13x. Cộng 6x chuyển qua hành trừ 6x bình. Cộng 6x bình chuyển trừ 6x bình cộng 42x. Chuyển qua hành trừ 42x. Cộng x chuyển qua hành trừ x. Bằng 7. 7 này không chuyển vế giữ nguyên. Cộng 6 chuyển qua hành trừ 6. 6x bình trừ 6x bình hết. Nợ 13, nợ 42 là nợ 55. Nợ 55 nợ 1 nữa là nợ 56x bằng 1. Tương đương x bằng nhân âm 56 chuyển qua thành chia âm 56 nhé bạn. Đó. Như vậy nó tỏ cái điều kiện nè bạn. Tỏ cái điều kiện là x khác âm 7 và x khác 3 bằng 2. Mình kết luận vậy. Mập nghiệm S bằng. Cái dấu trừ này mình có thể ghi như thế này nè bạn. Đó. 1 phần 56. Hay gì ghi dấu trừ đây mình có thể ghi đây được nhé bạn. Đó. Đã xong là cô hướng dẫn xong câu D. Câu D của bài tập số 30 nhé bạn. Rồi. Bây giờ cô hướng dẫn tiếp qua ở cái phần ôn tập chương các bạn.
Vâng, ông Phật Chương. Đó là bài tập số 52. Không, 52. Đó, bây giờ cô hướng dẫn câu A trước các bạn. Thì cô chỉ hướng dẫn cho mấy em là 52 ABC thôi ha. 52 trang 33 nha các bạn. Rồi, bây giờ cô hướng dẫn trước cái câu đó 52A. Bài tập 52A. 1 phần 2x trừ 3 trừ 3 phần x 2x trừ 3 bằng 5 phần x. Rồi, điều kiện xác định của mình đó bạn. Điều kiện xác định dấu chấm thứ nhất, 2x trừ 3 khác không? Tương đương 2x giữ nguyên khác âm 3 chuyển vế qua thành cộng 3. Tương đương x khác nhân 3 nhân 2 chuyển qua thành chia 2. 3 bằng 2. Rồi dấu chấm thứ hai là x khác không? Rồi bây giờ mẫu nước chung của mình nè. Đó, này x khác không nè các bạn, x khác không nè. Mẫu nước chung của mình là đầu tiên lấy 2 x trừ 3 nè các bạn, thấy không? Lấy x trừ 3 rồi lấy cái gì các bạn? X nè. X trừ 3 lặp lại là khỏi ghi. X nữa các bạn ha. Rồi sau đó mấy bạn ghi lại cái đề bài nha các bạn. 1 phần 2 x trừ 3 trừ 3 x mở ngoặc 2 x trừ 3 bằng 5 phần x. Đó. Rồi ở đây gồm có 3 phân số. Thì mấy bạn viết 3 cái phân số ra ha, 3 phân số ra. Rồi chúng ta ghi cái mẫu chung nữa bạn. X mở ngoặc 2x trừ 3, x mở ngoặc 2x trừ 3, x mở ngoặc 2x trừ 3. Vậy cái này số 1 trên tử số mình ghi lại nhân nè. 2x trừ 3 giống nhau rồi, vậy mình chỉ cần nhân x thôi. Đó, ở đây mình ghi lại cái tử nè. Mẫu này bằng nhau rồi, hai mẫu này bằng nhau rồi, không cần nhân gì hết. Số 5 ghi lại x với x bằng rồi, vậy mình ghi là 2x trừ 3. 2x trừ 3. Rồi giờ mình bỏ mẫu này nha các bạn. Bỏ mẫu hết, x nhân 1 ra là x mới trừ 3 bằng này là 5, 5 nhân 2 là 10, 10 x nè nha các bạn. Rồi, 5 nhân âm 3 là âm 15. Đó. Rồi mình chuyển vế x nè, cộng 10 x chuyển qua thành trừ 10 x bằng âm 15. Trừ 3 này chuyển qua thành cộng 3. Đó. Tương đương nè, này là 1 nè các bạn. 1 trừ 10 là âm 9. Âm 9 x bằng âm 15 cộng 3. Âm 15 cộng 3 là ra được âm 12. Đó. Tương đương x bằng âm 12. Âm 12. Nhân âm 9 này mình chuyển qua thành chia âm 9. X bằng, mấy bạn bấm máy tính rút gọn này ra được là 4 phần 3. Như là 4 phần 3. Mình thỏa mãn cái điều kiện x khác 3 phần 2 chứ không chứ các bạn. Thỏa mãn cho nên này là nhận. Mình ghi là chữ nhận. Chữ nhận. Rồi cuối cùng mình kết luận tập nghiệm là S bằng. Kết luận tập nghiệm S bằng 4 phần 3. Rồi. Đó là cô hướng dẫn xong câu A. Giờ qua qua tới câu B nha các bạn. Câu B, x cộng 2 phần x trừ 2 trừ 1 phần x bằng 2 phần x nhân x trừ 2. Rồi, trước hết là mình ghi điều kiện xác định. Điều kiện xác định của mình là x, dấu chấm thứ nhất, x trừ 2 khác không? Thì tương đương x khác. Trừ 2 này mấy bạn chuyển qua thành cộng 2 các bạn. Rồi, dấu chấm tiếp theo là x khác không. Đó. Này, x trừ 2 khác không, x khác không. X đây rồi, x khác không trùng nữa bạn, x trừ 2 khác không ha. Rồi bây giờ lấy mẫu nước chung. Mẫu nước chung của mình, đầu tiên là mình lấy x trừ 2 ha. Sau đó mình lấy x nữa bạn, mình ghi x phía trước này cho nó đẹp. Nó trùng với này luôn là x này, x trừ 2. Đó. Rồi sau đó bạn ghi lại cái đề bài nè. X cộng 2 phần x trừ 2 trừ 1 phần x bằng 2
x mở ngoặc x trừ 2. Rồi bây giờ ở đây nó có 3 cụm nữa bạn, 3 cụm, 3 cụm, ghi 3 cụm ra ha, ghi 3 cụm ra. Rồi ghi mẫu chung hết luôn, x nhân x trừ 2, x nhân x trừ 2, x nhân x trừ 2. Rồi cái x trừ 2 với x trừ 2 giống nhau rồi nè bạn, không? Đó, như cái tử mình ghi lại nè, x cộng 2 nhớ đặt trong ngoặc nha bạn, nhớ đặt trong ngoặc. Rồi nhân với x, mà với x trừ 2 với x giống trừ 2 giống nữa nè, nhân với x. Rồi số 1 này giữ nguyên, x với x giống nhau nữa bạn, nhân với x trừ 2. Rồi đây mẫu này bằng rồi, mẫu hai mẫu này bằng rồi, nó ghi số 2. Rồi tương đương tiếp, nhân vô nữa bạn, được x bình. Nhân vô nữa bạn, x nhân x là x bình nè, nhân vô này là được 2x nè, cộng 2x nè. Trừ 1 nhân x là trừ x, trừ 1 nhân x là trừ x, trừ 1 nhân trừ 2 bằng thành cộng 2. Cộng 2 bằng 2 nè bạn. Này, tương đương tiếp, x bình cộng 2, 2x và trừ 1x có 2, có 1 2 đồng và nợ 1 đồng, vậy là còn 1 đồng số 1 là khỏi cần ghi nhé bạn. Bằng 2 cộng 2 này cũng phải chuyển qua thành trừ 2, này là của 2 này nhé bạn. Cộng 2 này chuyển qua thành trừ 2. Vậy mình đặt cái này, mình đặt nhân tử chung nữa bạn, đặt x ra ngoài. Thì x nhân x, x nhân x là được x bình, cộng x nhân 1 sẽ ra x. Đó, bằng 0. 2 trừ 2 bằng 0. Đó. Vậy tương đương là x bằng 0 hoặc x cộng 1 bằng 0. Tương đương, tương đương x bằng 0 hoặc x bằng cộng 1 nếu bạn chuyển qua thành trừ 1. Vậy chúng ta xem thôi nè bạn, điều kiện của mình là x khác 0 với x khác 2, nhưng mà dây đây mình ra x bằng 0 nữa, cái này lỗi nè bạn, lỗi, cái này là nhận. Vậy cuối cùng kết luận lập nghiệm của mình là x là bằng âm 1. Đó, x là bằng âm 1. Rồi, vậy cô mới hướng dẫn xong cho bạn câu C ha. Giờ tao qua, xin lỗi câu B, bây giờ tiếp tục qua câu C. Đó, của mình là x cộng 1 trên x trừ 2 cộng cho x trừ 1 trên x cộng 2 bằng 2 mở ngoặc x bình cộng 2 trên x bình trừ 4. Đó, bây giờ cô phân tích cái này nữa bạn, x bình trừ 4 nó rơi vào hàng đẳng thức là a bình, a bình trừ b bình sẽ bằng a trừ b nhân a cộng b. Đó, như vậy x bình là viết dưới dạng a bình rồi nè bạn, trừ 4 bình, 4 bình là 2 bình, tại vì 2 nhân 2 ra là bằng 4 nhé bạn. Rồi bằng, ở đây bỏ mũ 2 đi ra a, bỏ mũ 2 ra b, nghĩa là a trừ b nè bạn. Đây mình sẽ được là bỏ mũ 2 đi là x, bỏ mũ 2 đi là 2, vậy là mình được là x trừ 2. Tương tự bên đây là x cộng cộng 2. Đó, như vậy điều kiện xác định của mình, điều kiện xác định của mình là dấu chấm thứ nhất, x trừ 2 khác 0. X trừ 2 khác 0 tương đương với nãy bạn là x khác trừ 2 này bạn chuyển qua thành cộng 2. X cộng 2 khác 0 tương đương x khác cộng 2 này chuyển qua thành trừ 2. Còn x bình, x bình trừ 4, x bình trừ 4 nó bằng x trừ 2 nè bạn. Nè, x trừ 2 nè, trùng nè, x cộng 2 trùng rồi, cho nên mình khỏi cần ghi x bình trừ 4 khác 0 nữa. Rồi mẫu nước chung, mẫu nước chung của mình là x trừ 2 nhân x cộng 2. Mà x trừ 2 nhân x cộng 2 của mình là ra x bình trừ 4 luôn rồi. Đó, cho nên là mẫu nước chung của mình chỉ cần là x trừ 2 nhân x cộng 2 thôi. Bây giờ mình ghi lại cái đề bài nữa bạn, x cộng 1 phần x trừ 2 cộng x trừ 1 trên x cộng 2 bằng 2 mở ngoặc x bình cộng 2 trên x bình trừ 4. Để ở đây có 3 cụm, 3 cụm này mấy bạn phải ghi hết cái mẫu chung, hết giống cái mẫu chung hết, đó là x trừ 2 nhân x cộng 2, x trừ 2 nhân x cộng 2, rồi x trừ 2 nhân x cộng 2. Đó, bây giờ ở này nó bạn cái tử số nè, mình giữ nguyên x cộng 1. Đó,
Bây giờ x trừ 2 với x trừ 2 giống rồi. Vậy mình chỉ cần nhân cho x cộng 2 thôi. Các tử số x cộng 1 ghi lại nữa bạn. X trừ 2 giống rồi mình nhân cho x cộng 2 nè. Rồi các tử số mình ghi lại nữa bạn. X trừ 1 nha. Nhân x cộng 2 có rồi nè. X cộng 2 giống rồi. Vậy mình nhân cho x trừ 2. Rồi mình cái này với cái này bằng nhau nữa bạn. X bình trừ 4. X bình trừ 4 có nghĩa là ra này rồi. Bằng rồi. Cho nên tử bên đây mình giữ nguyên. Rồi, giờ mình bỏ mẫu rồi mình nhân vô luôn nhé bạn. X nhân x là được x bình. X nhân 2 là 2x. 1 nhân x là x. 1 nhân 2 là 2. Tiếp tục, x nhân x là x bình. X nhân x là x bình. X nhân âm 2 là âm 2x. Âm 1x. Rồi, âm 1 nhân âm 2 đang thành cộng 2. Rồi nhấn này vô nữa bạn. 2x bình. 2 nhân 2 là 4. Mình ở đây mình nhân vô không có đổi dấu. Tại vì phía trước này là dấu cộng. Còn hồi nãy mình có một bài mình nhân vô đổi dấu là do phía trước này có đổi dấu trừ ha. Rồi tương đương tiếp nữa bạn. 1x bình cộng 1x bình là 2x bình. 2x cộng 1x là 3x. 3x trừ 2x. Rồi còn 1x. 1x trừ cho 1x. Đồng 0x rồi, khỏi cần ghi. 2 cộng 2 là bằng 4. Rồi cộng 2x bình chuyển qua thành trừ 2x bình. Cộng 4 chuyển qua thành trừ 4 bằng 0. Như vậy ở đây 2x bình trừ 2x bình bằng 0 các bạn. 4 trừ 4 bằng 0 luôn, vậy là 0 nhân x bằng 0. Đó, như là vậy. Vế bên này luôn luôn bằng 0 các bạn. Bên đây bằng 0 luôn. Vậy phương trình. Phương trình có vô số nghiệm. Tại vì với giá trị bất kỳ nào của x hay vô đây thì ra cũng bằng 0. Bên đây cũng bằng 0 luôn bạn. Như là phương trình có vô số nghiệm. Sao cho x phải khác. X phải khác 2 và x khác âm 2. X khác 2 và x khác âm 2. Đó. Vậy cô đã hoài hướng dẫn cho mấy bạn cái phần là ôn tập hết cho bạn cái phần giải hệ phương trình. Giải hệ phương trình bậc nhất. AX cộng B bằng 0, đời giải phương trình tích, đời giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Nha các bạn, bạn cố gắng lên hoàn thành nhìn cô cho các bài này nha. Rồi chúc các em học tốt nha.